Rồi ok, em sẽ thử lần nữa với con Hokan X6 trên cái khẩu 24 các bác nhá. Ok rồi. Đấy, rất nhẹ nhàng nhưng khi nhà em đã dùng mỏ lết siết rất là chặt rồi. Thì vậy xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cù Bờm TV Điện Máy Trang Huề. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cù Bờm TV nhà em xin phép lên giới thiệu cho tất cả các bác nhà mình cái máy bu lông Hokan X6 nhé, được xiết là 380 newton. Con này thì phù hợp với các bác mà chẳng hạn như là mở ốc nồi xe ga này, sau xe ga này, hoặc là mở ốc nồi của máy giặt các kiểu nhé. Được xiết của nó là 380 newton thôi nhé. Đây bu lông đầu đặc khá thương hiệu ở chính hãng thôi, các bác yên tâm sử dụng luôn xem. Em sẽ khui con này ra, bộ con này ạ. Bình thường thì các bác nhận hàng thì bên em đã khui từ bóng rồi, bởi vì là bên em còn test thử hàng trước khi gửi cho các bác nữa nhá. Đấy, nhiều bác thắc mắc đấy là tại sao mà chỗ khác là có túi bóng, nhà em thì không. Nhà em sẽ bung túi bóng ra, còn các bác nào yêu cầu là không cần test cho anh trước thì các bác báo bên em. Đây, máy này thương hiệu Hokan này, dập nổi này, Hokan này rất là đẹp luôn nhá. Nói chung con này hộp rất là đẹp, thường thường em phải từ hộp này không ạ. Một bộ cho các bác đây. Thứ nhất là sẽ có phiếu bảo hành của Hokan này, bảo hành chính hãng cho các bác là 6 tháng trên toàn quốc này. Một dây đeo là canh nhá. Một cái dầu máy này. Bôi trơn cho các bác này. Một sạc bàn cho các bác nhá. Một sạc bàn này. Một thân máy 2 pin 10 cell. Và một khẩu 22. Tất cả các bác cho mình luôn. Đấy, nói chung rất là đẹp luôn. Hokan X6. Con này thì sử dụng cho pin phổ thông nhá. Pin là pin 21V. 18-21V cho tất cả các bác nhà mình luôn. Đây, sạc này, một bộ đầy đủ như trên hình cho tất cả các bác nhà mình. Động cơ là động cơ không chổi than này. Con này con bu lông đầu đặc này. Bu lông đầu đặc. Đây, bu lông đầu đặc cho tất cả các bác nhé. Gọi là chuyên. Đầu đặc là con gọi là chuyên bu lông. Động cơ không than này. Phù hợp các bác mà sửa chữa xe máy, xe ga cho em. Đèn led hơi sáng đầy đủ này. Và đảo chiều đầy đủ cho em. Thì bộ sản phẩm này bên em nói chung là con này thì Hokan là động cơ không chổi than rồi. Và thương hiệu Hokan là thương hiệu chính hãng. Các bác yên tâm sử dụng luôn cho em. Con này thì có hai chế độ, 3 chế độ nhé. 3 chế độ các bác có thể điều chỉnh qua nút nguồn màu đỏ cho em. Và khi đảo chiều sẽ có một nút xanh lên là chế độ nhấn nhả. Đấy, các bác bật nút đỏ là tắt đi, là tắt chế độ nhấn nhả đi là ok sử dụng luôn cho em nhé. Thì sau đây thì em xin phép là test thử cái con Hokan X6 Pro cho tất cả các bác nhà mình xem luôn nhé. Và sau đây thì em sẽ test thử cái con Hokan X6 với cái đầu khẩu 24 coi nhá. Đây, em lắp thử khẩu 24 này và con Hokan X6 này, em test thử luôn cho bác luôn. Đây, em sẽ dùng cái mỏ lết này vặn thật là chặt cái con ốc coi nhá. Rồi ok, tránh trường hợp mà các bác bảo nhà em mở lỏng ra nhá. Rồi ok, em sẽ dùng con Hokan X6 này thử luôn trên cái ốc 24 cho nhà mình xem luôn. Đây, đây ok nhỉ. Ok các anh nha. Rồi phát một các anh nhá. Em ấn vào. Em lại thử phát nữa này. Ok, em sẽ thử lần nữa với con Hokan X6 trên cái khẩu 24 các bác nhá. Ok rồi. Đấy, rất nhẹ nhàng nhưng khi nhà em đã dùng mỏ lết siết rất là chặt rồi. Thì cái con Hokan X6 này phù hợp cho các bác này. Các bác mà chuyên sửa chữa xe máy cho em, mở những ốc nồi xe tay ga này, hoặc mở ốc máy giặt vô tư thoải mái luôn cho em. Rất là ngon nhá.
Hoặc các bác mà làm chẳng hạn là có ô tô này, bác mở xe con, ok nhé, xe gia đình nhà mình ấy. Đấy, nhà em đã có video test thử luôn các bác luôn. Cầm cầm. Thì vừa rồi em đã test thử cái con Vulong Hukan X6 Pro này cho tất cả các bác nhà mình đang theo dõi video nhà em rồi. Thì cái bộ Vulong Hukan X6 Pro này, công suất lực xiết của nó là 380 Nm các bác nhé. Con này thì động cơ không than rồi, chuyên cho các bác mà sửa chữa, gọi là chuyên bu lông. Đầu là đầu khổ 1/2 này, đầu khổ 1/2 luôn. Giá tới tay các bác là 1.650.000. Là bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc này. Các nhận hàng, các được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Và đặc biệt là các bác sẽ được tặng là một đầu chuyển vít và một đầu chuyển khoan để các bác sử dụng tối đa chức năng con này luôn. Vừa có đầu đặc để có thể là xếp mở bu lông, vừa gắn chuyên đầu chuyên vít vào để chuyển sang là bắn vít bắn tôn, và gắn đầu chuyển khoan vào là các bác chuyển sang là khoan tường, khoan bê tông vô tư cho em. Giá tới tay cách là 1.650.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi. Các bác nào có nhu cầu thì để lại cho em số điện thoại ngay tại video, hoặc trực tiếp gọi đến số hotline em là 0982 826 628, 0929 826 628, hoặc là 0768 826 628 nhé. Cửa hàng em ở tại Đạo Lý Lý Nhân Hà Nam. Bác nào gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để có thể là xem hàng, test hàng, sau đó là mua hàng nhé. Và các bác có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp qua bên em. Các bác xem video thì có thể là ủng hộ bên em bằng một nút đăng ký kênh, hoặc là ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.